chưa? Tình kia chưa? Trời ơi, xinh quá nhỉ. Vợ chồng chị hạnh phúc quá nhỉ. Chứ sao? Đi Niagara Falls chơi phải không? Đúng. Trời ơi, đẹp quá. Đẹp kia chưa em? Trời ơi, lại hạnh phúc quá, vợ chồng sao hạnh phúc thế này? Thấy chưa, ảnh ẩm chị thấy chưa? Trời, anh thương chị lắm, em biết không, anh Bình anh thương chị kinh khủng lắm. Thế à? Lúc nào anh cũng nâng niu chị hết trơn á. Ảnh là người chồng thành thật, không bao giờ biết giả dối dở trơn á. Trời ơi, em nhìn hình rồi em nghe chị kể chuyện. Trời ơi, em buồn chồng em quá chị ơi. Sao vậy, Minh đâu rồi? Đi bác sĩ rồi. Bệnh gì? Bệnh gì khỏe như trâu ấy. Nhưng mà mắc cái tật em nói dối. Ôi trời. Trời ơi, ra đường nói dối bạn bè, về nhà dối vợ, đi làm nói dối chủ. Đây này, tuần vừa rồi xin em 1.000 gửi về cho bố mẹ ở Việt Nam. Thì tốt. Trời ơi, em thấy hiếu thảo, em cắn răng em cho 1.000 gửi. Ai ngờ em tìm ra biết sao không? Sao? Gửi có 50 còn 950 đánh bài sập sáng. Trời đất ơi. Bởi vậy ta nói chỉ có một mình chồng chị là thiệt thà với chị thôi à. Còn mấy ông không có ai mà bảo đảm với vợ hết trơn á, em thấy không? Thế? Mà cái nói dốc này nè là cái tật rồi. Cái bệnh á thì chữa hết, nhưng mà cái tật thì muôn đời em ơi. Không chị ơi, có cái ông bác sĩ này ông hay lắm. Ừ vậy hả? Chị bằng tâm lý đàng hoàng. Vậy sao? Ai mà nói dối tới đâu là đến gặp đúng 3 lần. Coi như nói thật tanh tác rồi đấy. Ôi vậy sao? Chồng em đi lần này lần thứ 3 rồi. Ừ vậy hả? Nếu về mà không đổi tâm đổi tính á, em gọi phone em chửi ông bác sĩ đó ngay. Đúng. Em chết. Nếu anh nói anh rất yêu em đấy, chồng là rồi. Thật ra anh đang dối lòng. Còn em nói nếu anh nói dối hoài thì em sẽ divorce anh. Ủa em? Ủa chị Lan? Hai chị em mới qua hả? Ủa? Chờ chị. Bệnh gì mà sao vui vậy? Yêu đời vậy? Dạ không phải, tại lúc này em đang vui quá chị. Sao vậy? Ủa? Hả? Chị Lan? Ừ. Sao lúc này chị khác quá vậy chị? Chị đẹp ra phải không? Chờ chị đổi kiểu tóc ai cũng khen chị trẻ hết trơn phải không? Không có, em thấy chị già đi đó chị. Hả? Thôi có chết rồi chị Lan ơi. Da mặt chị nhăn quá chị Lan. Gì đâu? Em thấy chị nên đi căng da mặt đi nha. Nhưng mà căng vừa phải thôi. Em thấy nhiều người căng á, căng quá cái miệng á, động tới mép tai nè. Thấy không? Trời ơi, anh ơi em thương anh quá anh ơi. Anh chê chị Lan già mà xấu em mừng quá. Trời ơi em mừng quá anh. Anh đáng yêu quá trời ơi. Chê sao chị Đào? Hả? Chồng em chê chị mà sao em mừng dữ vậy Đào? Không có, chê như vậy có nghĩa là có triển vọng khỏi bệnh rồi, nói thật nãy giờ đấy. Dạ, chị Lan à, giống như là mắt của vợ em á chị Lan. Chị Lan thấy không? Mắt cái vợ em giống như là người ta nói là cặp mắt là cửa sổ tâm hồn. Cửa sổ em sáng lắm, chồng em vẫn thường nói thế đấy. Con cái mắt của vợ em hẹp quá. Cửa sổ này hẹp dữ à. Nhưng mà anh nói dạ, nhưng mà anh nói em nghe nha, kỳ này anh có tiền rồi á, anh dẫn em đi cắt mắt. Thôi mà. Nhưng mà đừng có tham lam cắt quá nha em. Anh thấy nhiều người tham lam cắt quá đó. Mắt trận trắng này nè. Trời ơi. Ai cũng chào chị, chào chú. Vậy đó. Chứ không thôi em cắt quá, tối em về em nằm ngủ quá, mở mắt anh tưởng em còn thức. Anh nói chuyện hoài à. Khổ quá anh ơi, thôi được rồi. Nhưng mà anh chê em cũng bằng lòng đó vì em khỏi bệnh rồi chị Lan ơi. Nhưng mà anh cũng cảm ơn em. Em giới thiệu cho ông bác sĩ quá giỏi em. Anh hứa với em từ nay về sau, chuẩn bị bước sang năm 2000, anh không bao giờ nói láo nữa. Hay quá. Tại vì con tim của anh bây giờ là con tim chân chính không bao giờ biết nói dốc. Thấy không em? Hay không? Thiệt. Xin phép chị, em hôn vợ em cái nha. Tự nhiên. Kỳ quá. Em ơi. Hả? Tối gội đầu chua quá. Chị nói thiệt nha. Hồi nãy giờ chị muốn nói mà sợ Đào nó buồn. Cái chỗ này cũng khó chịu lắm rồi. Dạ. Không không, em mặn hỏa, em kỵ thủy. Xuân thu nhị kỳ tắm 2 lần. Trời ơi, anh ơi em mừng quá nha. Bây giờ anh cứ chửi em, cứ mắng thẳng vào mặt em. Miễn là anh thành thật là em vui rồi. Này nhá, từ đây về sau hễ mỗi lần mà em nghe anh nói dối một lần thôi đó là em ly dị anh liền. Này, có chị Lan làm chứng chị cho làm em chứng nhá. Không, anh hứa với em, từ giờ sắp tới anh không bao giờ nói láo nữa. Chẳng những anh không nói láo mà anh còn khi dễ những người nói láo nữa. Đúng rồi, hay quá chị. Em biết không? Đây, em phụ treo bản này đi. Cái bản gì vậy? Đây. Trời ơi. Thấy chưa? Honesty is the best policy. Hay quá. Có nghĩa là không có gì bằng chân thật. Trời ơi, anh ơi, em yêu anh quá, anh yêu anh quá. Nè, chị Lan ơi, hay là chị cho anh Bình đó đi tới cùng bác sĩ là đi hay lắm đó. Trời đất ơi. Anh Bình mà nói thiệt thì có một húp cháo á. Sao vậy? Ủa? Trời ơi, anh bán chợ trời mà biểu nói thiệt là sao ăn trời. Trời chị. Không được đâu chị ơi. Chứ sao? Em thấy là nói láo xấu lắm, bỏ đi chị. Trời ơi, không có bỏ. Thằng con chị hả, mới 5 tuổi anh đã tập nó nói láo rồi. Chết
trời ơi, bây giờ mới mười mấy tuổi hả, nó siêu đẳng hơn ba nó luôn. Trời ơi, nói thiệt nhưng mà chị không muốn nó bỏ. Ủa, sao vậy chị? Sợ ảnh hưởng tới nghề nghiệp của nó sau này. Ủa, vậy mai mốt chị cho con chị học nghề gì? Luật sư. Đây. Có vậy hả chị? Ủa, nhưng mà đâu. Thôi chị ơi, em nói chị nghe, nói xấu xấu lắm. Sao chẳng vậy? Hạn như chị nhớ cách đây 3 tháng không? Ừ. Chị bị hư thai đó. Cái gì? Ê. Trời đất ơi, mười mấy đứa rồi còn hư thai gì nữa trời. Sao? À, xin lỗi chị, tại vì em đi bác sĩ riết em bị hơi loạn lặng xíu. Chị bị hư xe. Xe. Em lộn hư thai. Chị nhớ không? Dạ. Cái bữa đó cái anh Bình bị bận công chuyện không đi sửa xe được. Đúng. Anh nói chị mới nhờ em đi sửa xe giùm cho chị. Đúng, 350. Dạ không. Có 300 mà chị. Em ăn lời chị 50. Trời ơi anh ơi, anh tuyệt vời quá. Trời ơi anh tuyệt vời, ăn lời chị 50 tuyệt vời quá. Dạ. Anh ơi bây giờ bây giờ trả chị Lan 50 đi. Thôi. Vậy không? Để em trả chị. Thôi chị cũng không quan, mấy nhỏ này kìa. Em đã nói rồi. Không em. Vì danh dự phải trả. Em. Cái gì? Hai cho anh 50 đi. Cái gì 50? Hết tiền. Sáng tôi cho 200 đâu. Em cho rồi nào. Sợ không à? Đừng nói thế. Honesty is the best policy. Biết rồi, từ từ. Khổ quá mất đây này. Sợ không à? Đấy kỳ ghê vậy đó, nó vậy không lấy rồi mà kỳ quá đi chị lan lấy đâu lấy cho thôi, không lấy sợ đào nó buồn thôi, kìa để chị lấy cho không sao đâu đó. À, em biết không, ông bác sĩ ông dặn anh á là mình có thắc mắc hay là còn uất ức trong người cái gì á, cứ nói ra hết đi. Đúng rồi, con người mình mới cảm thấy nhẹ nhàng. Em có nhớ là cái hôm Noel vừa rồi không? Anh có mua cho má em đôi giày hiệu Gucci 400 đồng, nhớ trời không? Trời ơi chị Lan biết không, đốt đuốc ban ngày không ra rẻ như thế này. Bà già 82 tuổi mà tặng Gucci đi thì khỏi có gì mà may mắn tặng không. Trời ơi mẹ em có phước lắm đấy. Đúng rồi. Vâng em ơi. Sao anh? Nhưng mà không phải vậy. Chứ sao? Bữa đó anh đi xe bus, ai đi shopping bỏ quên á. Anh mới lượm về tính cho em, nhưng mà chưng em nhỏ quá anh cho má. Chứ chị Lan biết em mà. Biết. Có đời nào mua đồ cho ai đâu chị. Biết, nhìn mày tao biết. Xin lỗi chị, 10 đồng không bỏ không chi 400. Đúng rồi. Sao không nói trước thì có chị Lan nói lung tung à. Em là thằng quỷ nha. Sao chị? Bữa hổm làm chị Lan Bình quá trời luôn vậy đó. Dạ sao? Chị nói anh phải bắt chước cái gương thằng Minh đó. Nó dám mua dài cho mẹ vợ nó 400 đô. Có bao giờ anh dám mua cho máy 40 đô không? Làm chị rầy quang ảnh mà. Chị nhắc anh Bình em mới nhớ đó nha. Sao? Chị cũng nên cho anh Bình đi ông bác sĩ gì đi. Đúng rồi đấy chị, đi đấy giỏi như chồng em. Trời anh Bình thương chị thiệt thà vậy mà sao đi bác sĩ được? Cái gì? Anh Bình thiệt thà. Chứ sao? Xin lỗi chị à, ảnh là tổ sư nói dốc á. Em 10 ảnh chính đó chị. Em nói nữa chị giận á nha Minh. Không. Thật sao sao? Anh mình cũng nói dối lắm mà. Cho nói ha. Rồi kể rồi. Cho chị nghe. Đấy đàn ông thế ai cũng nói dối. Bây giờ nói chị nghe, chị có nhớ là cách đây 4 tháng không? Chị bị đau bụng có nhớ không? Ăn chè thiêu phải không? Trời Tào Tháo rượt chạy muốn chết luôn. Em biết không? Trời ơi, tao nói đi ra đi vô ban đầu đi sao bò không à. Chị mới kêu anh Bình về chở chị đi nhà thương đó. Đó. Chị thấy không? Chị đi không nổi chị bò. Chị kêu anh Bình về chở chị nhà thương. Anh nói anh bận công chuyện không thể về được. Thì bận công chuyện. Sao? Bận con khỉ, thật ra bữa đó chị biết anh đi đâu không? Đi đâu? Đi coi vũ sexy. Trời. Thấy chưa? Rõ ràng thấy chưa? Thấy đàn ông chưa? Trời ơi, chị giờ chị xí xác anh ra liền cho em biết. Có chưa? Trời đất ơi, mà đi với thằng nào? Đi vai nó đi. Đi vai vậy hả? Dạ, đi vai. Đi với em. Cái gì? Tại sao nó làm đi làm overtime mình sexy? Tôi sexy chưa đủ à? Em. Vậy hả? Đâu? Honesty is the best policy. Best nói thiệt, nói thiệt. Vâng. Còn nữa chị, còn nhiều chuyện lắm. Không, để cho anh nói em. Dạ, chị có nhớ không? Chị, anh Bình đã nói anh thương chị lắm. Thì chứ gì nữa? Anh đã bồng chị ra ngoài ăn cơm. Xong bồng chị vô. Anh nói chị là con mèo ngáy ngủ trên tay của anh. Dạ. Anh nói chị là con mèo ngáy ngủ, anh nói em khác. Nói sao? Anh nói chị là con voi ngáy ngủ. Trời. Anh nói vậy hết chị. Chị chịu hết nổi rồi đâu ơi, chắc chị phải đi về quá đâu ơi. Trời phải hỏi cho ra lẽ chứ. Thôi chị đứng đây, chị đừng có giận hờn gì hết. Em nói chị nghe. Không có ngờ chồng chị vậy đâu. Dạ. Biết rồi, nhưng mà chị tới với em á vì là chị muốn mua cái áo của em. Giận hờn làm gì? Anh đủ rồi. Bác sĩ giỏi lắm rồi, anh cũng giỏi lắm rồi. Khép miệng lại giùm em. Ok. Đi vào lấy giùm em cái áo cho chị Lan nha. Dạ. Nha. Trời đất ơi, tức muốn chết luôn vậy đó. Chị biết không, cái áo của em nhá. Em mua 500 đô. Đây. Em mua 500 đô nhá. Mà em chưa mặc lần nào. Ủa vậy sao? Để chị 300 đô thôi. Trời ơi, có nửa giá à. 300 đô chị cũng lấy nữa. Em quên rồi. Quên cái gì? Áo mình phải 500 đâu. Cái gì? Giá nhiều. Áo này 75% off. Còn có 150 à em. Trời đất
thôi. Để chuyển trăm thôi được rồi. Cái gì? Không, trăm rưỡi anh trăm gì chị cũng lấy hết, nhưng mà có điều là em mặc chưa? À, chưa, chưa bao giờ sợ lần nào cả. Chưa. Cái gì? Em quên nữa rồi. Anh nói em nghe nè. Cái áo này đó. Anh Táo. Trời gì vậy Minh? Không gì đâu. Anh Táo nó có vitamin C. Lấy ra nói tiếp cho chị nghe, để cho nó nói đâu em ơi. Trời ơi, vợ tôi giả mang vậy trời. Trời, nó giả mang thiệt. Con này ác phụ quá trời luôn. Xin phép chị cho chị. Cái áo này thật ra vợ em mặc rồi, mặc một lần. Hả? Cái bữa hai vợ chồng em đi đám cưới đó chị. Ừ. Mặc một lần rồi, đám cưới đãi không no, tối về đi ăn mọi món. Ừ. Cái vợ em làm đổ nguyên tô món em vô người á. Trời đó. Bây giờ em mới đem giặt trai thuy đường chết luôn đó chị. Vậy không dám nói. Đào ơi, cái áo mà em mặc rồi thôi chị không mặc nữa đâu. Ừ. Bây giờ em lấy áo khác, có áo khác thì đưa cho chị đi. Xin lỗi, tại chị biết em nhiều áo lắm. Cái thì nó đổ mắm tôm, cái đổ mắm tép, cái đổ mắm nêm, lung tung cả thôi anh. Lấy cái khác cho chị đi. Em có cái jacket tuyệt vời chị ơi. Dạ, chắc dạ. Được đó, chắc dạ. Được, lấy chắc cho chị đi Minh. Anh Minh à. Ủa? Anh Minh. Sao vậy em? Ai, ai, Ủa, chị Lan à. Chị Lan đẹp quá vậy chị anh Lan ơi. Ủa, trời chị Đào. Chị Đào hôm nay cũng đẹp ghê vậy nha. Ủa, nay chị Đào ở nhà hả? Sao ủa hoài ủa anh Minh. Thôi em, đừng ủa nữa em. Có bầu ủa hoài vậy bà? Tôi có. Chuyện gì đây, nói đại đi. Em nghe người ta nói đó, chị Đào đó cho anh Minh đi học cái khóa gì mà thần kinh chữa bệnh sinh lý đó. À. Cái khóa tâm lý cái bệnh nó giống anh chị về tâm lý thôi chứ cái khoản kia thì không cần, anh đầy đủ lắm đấy hả? Trời. Nhưng mà sao rồi, thành công không vậy? Rất thành công. Anh báo cho em mừng, bây giờ anh không còn nói láo nữa em ơi. Và ai hỏi anh điều gì anh đều nói chân thật rõ ràng hết. Anh giỏi lắm đấy. Hay quá. Trời, anh biết không, em hả, em muốn cần một người nói với em những lời thành thật. Chị Lan biết không? Không. Chị Đào biết không? Không. Cái bài thơ này nè, em mới sáng tác đó nha. À. Em sáng tác hôm qua đó. Cái bài thơ này nó thiệt là trữ tình lãng mạn nha. Cái bài thơ này nó diễn tả một cặp tình nhân đang dìu nhau đi dạo phố nè. Một cặp tình nhân đang ngồi dưới góc phố nè. Một cặp tình nhân đang đi trên đường phố nè. Ba cặp hả chị? Không có một cặp hả? Tôi đếm 6 người đây, sao đông người thế? Không không, một bài thơ thôi, một bài thơ. Anh Minh, gì, 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 anh gì, coi gì, giùm gì. Em coi cái bài thơ này có hay không? Rồi anh cho em biết một cái lời thành thật nha. Để em đi đăng báo dự thi đó, dự thi. Rồi, đây, coi, coi. À, thôi không cần, để em đọc nha. Em đọc cho, đâu, chị, đâu, chị, đâu, cho chị nghe nha, cho anh nghe nha. Rồi. Bài thơ này em đọc nó mới diễn tả hết được cái nội dung bài thơ của em. Đôi ta cùng nhau sánh bước bên thềm. Hay. Bên nhau ta hát khúc êm đềm. Hay. Mỗi lần anh ngồi xuống bên em. Lần nào em cũng đòi ăn kem. Trời. Thấy không, thấy không? Gì kỳ vậy em? Sao kỳ? Trời ơi, kỳ á. Ngồi bên kép của mình á, tự nhiên không đòi cái gì, đòi ăn cà rem. Em thích ăn cà rem mà. Thôi em ơi, em không biết gì nè. Hồi lúc chị em á, mới quen anh. Sao, sao? Ngồi xuống cái đòi. À! Chị chả đòi gì cả. Lần đầu tiên gặp anh thì chị đòi một tí thú đau thương thôi. Vậy. Nhưng mà nhau, thơ cô hay lắm đấy. À, mình ăn kem xong rồi lạnh xong hôn nhau, cái hôn ấy gọi là cái hôn lát xê, hôn đông lạnh. Thấy chưa anh Minh, thấy trời chưa? Trời ơi, hay đấy. Bây giờ anh Minh cho em biết lời là ý kiến thành thật của anh Minh đi. Anh nói thiệt với em nha. Honesty is the best policy. Bởi vậy vì câu đó anh nói với em là làm thơ con cóc dở ẹt. Thơ kỳ cục với em. Thơ vậy dở hả? Ờ. Anh John á, bồ của em á. Sao? Anh khen cái thơ này nha, tuyệt tác phẩm đó nha. Trời đất ơi. Anh nói em á hả, tài sắc vẹn toàn á. Thôi đi em ơi. Tại vì John là kép của em. Ông nội nó không dám chơi, không chia nó. Anh nói với em rồi, thằng John nó từng tâm sự danh là trong cuộc đời của nó sợ nhất em làm thơ đó. Anh đừng có làm nữa. Thằng cha này tối số cho tôi, là kỳ này về là tôi xé xác rồi, tôi không cho gặp mặt nó đâu rồi nha. Ủa mà anh Minh ơi, sao? Anh Minh quen với anh John hả? Anh là bạn học thân lắm á. Anh quen thân vậy hả? Tôi hỏi anh Minh nha. Hỏi gì? Chiều nay anh nói anh dẫn em đi chụp hình nè. Anh chụp hình hay không? Cái gì? Thằng John chụp hình? Ừ. Hỏi đi. Anh nói nghe nè, thằng John á cuộn phim không biết ráp vô máy nữa rồi chụp hình. Có đâu, anh nói hả, anh nói anh sẽ chụp hình cho em làm model đó. Anh nói là hả, anh sẽ giới thiệu cho em làm người mẫu của hãng Chanel nè, hãng mỹ phẩm Chanel đó. Đúng rồi, anh nói em á hả, anh đậu thủ khoa của cái môn chụp hình ở bên Đông Kinh đó, chuyên môn chụp hình khỏa thân không à. Cái gì? Chụp hình khỏa thân? Ừ. Xin lỗi em ạ, anh chụp hình khỏa thân còn hay hơn nó đó. Ông ấy em khỏa trên thân chưa? Cái gì? Tôi đang khỏa này. Nhưng mà anh Minh à, nhưng mà bây giờ anh nói thiệt với em một lời đi. Anh coi kỹ bài thơ này, anh mở ra đi, anh đọc sao? Đi kỹ cho em nha. Không. Anh thấy em sao? Anh coi rồi anh sẽ thấy là em có thể có triển vọng trở thành một thi sĩ không?
với nhiều đêm thức trắng mà suy nghĩ. Bài thơ của em sẽ là... Là thơ con khỉ. Em sẽ là loài sĩ. Thôi em ơi, anh nói em rồi, đừng làm thơ nữa chứ, ẹt ha. Cái gì vậy? Anh thấy dở á, là tại trình độ của anh thấp kém quá đi. Anh không có đủ tài anh thưởng thức thơ của tôi. Thấy anh dịu dàng quá mà. Bình thường anh ưa nói lời ngon tiếng ngọt, anh dỗ dành phụ nữ nên tôi mới hỏi ý kiến anh. Chứ mà tôi biết anh cà chớn vậy, tôi đâu có thèm hỏi anh làm gì. Xí, dựng biệt anh à, từ đây đừng nhìn mặt tôi nữa nha. Xí. Trời ơi. Nó hiện nguyên hình rồi đó, thấy chưa? Gì kì á? Mãng xà tinh xuất hiện giữa ban ngày. Trời đất ơi, tướng này tướng thi sĩ đó hả? Tướng này tướng chỉ lộn mướn á. Thôi đủ rồi, nãy giờ tôi nói thân thì nó thiết thì hãy mình ném nó thật. Còn người lạ mà nói, bây giờ anh đi vào. Em muốn nói... em nói với anh là anh nói xạo em đi dị anh mà. Thôi bây giờ không nói gì hết, im nhé. Tôi đã không nói gì hết. Được rồi anh, em đi vào đây, vào đây. Chị chờ em đi, em lấy jacket cho chị nhé. Đi vào đây. Trời ơi. Khổ quá chị ơi, đây đây đây. Áo đây. Em ơi, áo này đẹp đẹp lắm. Vâng. Hơi khoác thử đấy chưa? Đấy. Em nói thật nhá. Trời ơi đẹp quá. Trời ơi. Chỉ có một mình chị á. Trời ơi sao vậy Minh? Đào đào sao vậy Minh? Trời tôi nghĩ thằng nhỏ quá. Trời ơi cho tao nổi mỡ. Trời ơi tôi tội nghiệp. Tự nhiên bắt gái lại à? Vậy vừa mãi rồi. Tội nghiệp ghê không? Trời ơi. Không anh bị lỡ. Nói nhiều nó lỡ mồm. Em dám. Trời ơi em ác cái gì đâu. Em nói thật cái ly vậy em à. Bây giờ nói thiệt không cho. Thôi đủ rồi, để tôi làm việc. Chị em nói chị nghe này, cái áo này chỉ có một mình chị là xứng đáng thôi đấy. Nó cứ lông lông thế này là xứng đáng. Em lại quên nữa rồi em. Anh cũng muốn lắm nhưng mà tại vì honesty is the best policy. Hôm qua anh nói gì vậy chị vậy? Em nói anh á là chị Lan mặc áo này không có hợp xấu lắm. Cái gì vậy? Cái gì? Em thiệt nói mà. Gì vậy đó phải không? À. Không, em đâu có nói gì đâu. Nói gì chị? Nói đi. Anh hả? Ngày hôm qua em nói gì chị Lan? Anh nói thử em nghe coi. Nói đàng hoàng. Quên cái này đi. Nói quên cái này. Không thể quên policy. Anh nói liền. Nói đi Minh. Chị biết không? Ừ. Vợ em nói chị mặc áo này xấu lắm. Tại vì chị vừa mặc vừa lùn chân chị lùn. Chị đi như con vịt sim đai. Trời. Chị nói vậy đó. Cô nói tôi vậy phải không cô? Cô tưởng cô đẹp lắm hả? Trời đất ơi. Hai cái chân như hai cái cẳng gà vậy đó. Mặc mini zip thế mà ghê luôn. Mà tưởng mình đẹp lắm hả? Cái gì? Chị trời này, chọc gan em hả chị? Ừ. Chị chọc gan em à? Ừ. Xin lỗi nhá, chị cứ nhìn lên tivi mà coi. Model người ta cứ khẳng từ chân xuống dưới thế này này. Hàng triệu triệu phụ nữ trên cái thế gian này á. Cầu có một cái cẳng gà như tôi để mặc mini zip hết chưa chị? Xin lỗi à, còn hơn là chị. Anh coi đấy, hai cái bắp chuối thế này, hai bắp chân thế này như là hai trái xoài tượng á. Mà chị có biết chấm mắm đường chả làm được cái việc gì. Phải rồi, xài tưởng chấm mắm đường có nhiều người thèm lắm mà. Còn cô chỉ có mấy tiệm hủ tiếu nó thèm thôi à. Tiệm hủ tiếu thèm tôi điên hay sao thèm? Nó thèm nấu xí quách đó. Không tin hỏi chồng cô thử coi. Anh, bây giờ em hỏi anh này, có chị Lan đây. Chân em này có phải là chân cẳng gà hay không? À. Không. À. Chân em không phải cẳng gà. Thấy chưa? Chân em là cẳng cò. Tại vì chân em anh nói thiệt á, còn tệ hơn là hai cẳng gà nữa. Dạ hai, tại vì cẳng cò nó vừa cong mà nó vừa ốm đó chị. Phải vậy. Im này, tôi không có anh nói nhá. Nè, tôi im. Đừng có làm bộ rầy chồng mà cho qua chuyện nghe chưa. Tôi báo cho cô biết, kể từ nay hả, không chị em, không hàng xóm láng giềng cái con khỉ khô gì hết á. Tôi không chả cần. Bây giờ tôi vĩnh biệt cô nè. Sayonara. Bye bye. Goodbye chị luôn. Chị. Never see you again. Em. Me too. Thôi chị cái gì vậy? Lan muốn cái gì? Ê quýnh lộn hả chị? Xin lỗi chị, em có giỏi nha. Giỏi gì? Để em biết đẳng tay con queo. Thôi chị ơi, nói chứ giận xíu thôi mà bỏ qua đi chị. Bỏ gì? Chị Lan à, em bây giờ em tự nhiên em thấy bực mình quá đi mất thôi. Sao vậy? Em bực mình vô cùng vậy đó. Bực mình cái gì? Chị biết không, chị em mình tình nghĩa chòm xóm mấy chục năm nay vui vẻ, tự dưng hôm nay lại gây nhau cái lộn ổ lên. Em chả biết vì đâu mà ra cái nguyên do thế này. Phải rồi. Vì ai? Vì đâu chứ? Vì ai? Vì ai? Vì ai? Vì ai? Vì mày. Hả? Chị chờ em chút xíu. Chờ em. Trời vậy? Ơi, tức quá. Chờ em chút xíu. Gì vậy em? Hello. À, bác sĩ Tuấn đấy à? Vâng, em Đào. Đào vợ mình chứ còn Đào nào nữa, bộ lắm Đào lắm à. Cái gì? Chúc mừng cái con khỉ tan
nhà nát cửa đây này. Bây giờ em nói bác sĩ nhá, bây giờ ngày mai em gửi chồng em lên bác sĩ dạy cho chồng em nói dối lại như cũ nhá. Cái gì? Dạy nó thật thì 1.200 mà dạy nói dối 2.400 à? Chặt gì mà chặt lắm thế bố. À, thôi được rồi, rồi đằng nào cũng phải. Ngày mai nhá, em gửi chồng lên bác sĩ luyện lại nhá, nói dối như cũ giùm em please. Vâng, chào bác sĩ. Đấy, chị thấy chưa? Và như thế này mới được thôi, không thể chịu được nữa rồi. Bởi vì chị nói hai em nghe, mấy ông bà già hồi xưa nói rất là đúng, em thấy không? Sao chị? Lời nói đó không có mất tiền mua, liệu mà nói dốc cho vừa lòng nhau. Ủa kỳ vậy? Vâng, thấy không? Một lời nói dối tế nhị hơn là một sự thật vô thiện. Sao kỳ vậy? Anh. Gì em? Ngày mai lên bác sĩ nhá. Em cắn răng 2.400 cho anh học nói dối đúng trở lại nhá. Gì kỳ vậy? Chứ sao? Sao vậy? Trời ơi, anh nói em nghe nè, mình nói thiệt mới là khó, mới cần đi học. Chứ nói dối ai nói không được. Em muốn không? Làm liền liền. Làm thử em coi. Rồi chị Lan. Gì? Chị rất trẻ, rất đẹp. Da chị căng giống như gái 18 ôi, tuổi gì đó. Dễ thương á. Em. Hả? Tóc em thơm hương mùi dạ non. Mắt em là bể hoa cù. Trời ơi, tự dưng cái gia đình hạnh phúc hẳn lên. Vui vẻ liền thấy chưa? Nói dối cái vui. Anh. Sao em? Từ đây đấy nha. Em mà chỉ nghe anh nói thật một câu thôi đấy là em ly dị anh liền đấy. Bảo đảm với em 100 năm hạnh phúc. Thì đúng. Tết nay anh không thèm kéo mất vì đã có mời em thơm ngọt tựa sen hồng. Mày đứng lại. Chồng tôi lắm. Mày đứng lại. Mày đứng lại. Tao giết mày chết. Mày đứng lại. Nè, tao nói mày nghe. Đi, đi liền. Bữa nay tao phải đuổi mày đi. Hả? 30 Tết tao cũng đuổi mày đi. Con vợ gì đâu mà ly lắm. Cái gì? Ông tối ngày lo ăn nhậu, không có chịu lo làm việc gì hết trơn hết trời. Ủa, mày nói mắc cười quá. Cuộc đời tao có gì vui đâu. À, tao ăn nhậu là đúng rồi. Dạ. Bây giờ tao hỏi mày, ruộng ai làm? Tôi làm. Việc nhà ai làm? Tôi làm. Con cái ai lo? Tôi lo. Mày lo hết, tao lo gì, tao nhậu. Để tao. Ông nói gì ông nghe được hả? Nghe được mới nói chứ. Tôi làm bao nhiêu chuyện đó là để cho ông có sức khỏe, ông lo đi mần. Ông kiếm tiền gì nuôi vợ con. Ông không làm gì, 30 Tết rồi mà ông coi trong nhà không có cái gì hết trơn. Trời ơi, làm sao mà cúng rước ông bà chứ. Mày rước đi, mày thích thì mày rước đi. Đã biết trong nhà không có gì còn rước ông bà về làm giống ông gì. Không có nghe ngược gì. Mà tao hỏi mày nghe nè, cái chuyện rước ông bà là chuyện của mày. Hồi xưa tới giờ ai cúng? Thì tôi cúng. À, vậy mày cúng thì tiện mày lo đồ cúng đi. Mất mớ mày nói tới tao. Không nói gì mà không nghe được không Tư? Được xong được. Tao thích nè, nè, chưa nói nha. Tại sao vợ chồng với nhau mà mày đi ăn cắp đồ tao mày giấu? Tôi ăn cắp cái gì? Mày ăn cắp 40 lít rượu của tao mày giấu. Trời... Tao mua để tao chuẩn bị, để tao nhậu Tết mà. Trời ơi, Tết trước tới đây là không lo sắm trong nhà, còn mua rượu về để trữ uống. Bọn tính ngâm rượu mẹ con tôi hả? Cái mặt mày không là 50 lít rượu ngâm chưa đủ. Mày là phải ngâm một cái hồ rượu. Mày xuống nước còn tràn lên mà. Ông á, tối ngày nó ăn nhậu không à? Hả? Cái cây mai này nè, tôi trồng á, là đáng lẽ mùng 1 nó mới nở. Ông sai xỉn, rồi ông đi tiểu vô giờ nó nở sớm rồi nè. Con quỷ này. Ê, đây là nhà của tao nha. Ta đi về ta thích tiểu là ta tiểu nè. À, ta tiểu là do ta do ăn cá khô cho nên đạm nó nhiều, cho nên nó nở sớm. Còn bây giờ nói nè, con cái mày cũng dẫn về ngoại hết đi nha, để ở đây đứa nào tao. Anh nói gì kỳ vậy? Con cái là hai vợ chồng nuôi, bây giờ anh kêu tôi nuôi tụi nó là sao? Mày đẻ mày phải lo chứ. Gì? Mày đẻ ra nó mày phải lo chứ. Ông không làm lấy gì tôi đẻ. Mày nói câu này là mày vu oan giá họa cho chồng mày rồi. Tao làm gì đâu. Hồi mà tao lấy mày về tao mập bự con.
ha, xong rồi lấy về xong xuôi à, mỗi lần á mày ấy cái mày thích cái gì cái mày cho tao uống rượu tao xỉn cái tao nằm nè, tao nằm tao không biết gì, hai tháng sau mày thông báo mày có chữa. Mà mày đẻ 14 lần tao lép còn nhiều đây, mày làm không cho tao ra đâu, mày đổ thừa tao mày đơn giản. Tôi không ngờ anh là một người chồng nát rượu như vậy. Ê, nói chuyện nát rượu là sai nha, tao uống là tao uống nguyên bình không chứ không uống nát nha. Bây giờ đi, đi liền. Anh... đi. Anh đuổi tôi hả? Đi. Đó, trời ơi, không biết hồi xưa cái mắt thẩm mỹ của ta chừng nào mà ta lấy mày kìa. Ngáp như con cá là hán hay con. Anh đuổi tôi. Bỏ xuống. Mày bỏ xuống. Mọi gì? Trời ơi, ta nói mày nghe, mày dở lên bao nhiêu người ói hết. Đi. Mày lì hả? Đi không? Nè, trước khi đi, đem cái bàn thờ đi luôn. Tết tao nhậu tao không có cúng đâu. Anh cứ để cái bàn thờ ở đây đi, để cho ông bà chứng kiến có thằng cháu mất dạy. Mất dạy mà, mất dạy hả mày? Mày dám nói tao mất dạy hả? Anh không có đánh tôi nha. Tôi nhịn anh bao nhiêu năm nay đó, là tôi sống giống như trong ngục tù vậy đó. Chứ không phải là tôi sợ anh đâu. Tại vì tôi muốn gia đình êm ấm, không muốn bà con là hàng xóm người ta nói là gia đình mình cơm không lành, canh không ngọt. Bây giờ có cơm lành ngọt hay không mà nhìn hai người là biết ai ăn nhiều ai ăn ít rồi. Đi mày. Anh đuổi tôi nha. Đi. Nhưng mà ra duyên á, mà anh đem kiệu qua đó khiên tôi đi, tôi cũng không có thèm về đâu. Mày xe bò kéo còn không nổi rồi đó mà khiên kiệu. Đi ra đây. Anh đi đi. Trời ơi. Có chỗ nào mà lấy mỡ xa cho đưa con này vô lấy hết. Phẻ, bây giờ là phẻ ra à, một mình một nhà muốn uống sao uống, không có bị cằn nhằn cưỡi nhửi cái gì. Gì hả hai? Mày đi đâu hả? 30 Tết mày ôm chiếu ôm lợi đâu hả? Tao thông báo cho mày biết một cái tin xét đánh. Cái gì? Tao con vợ tao nó đảo tránh tao rồi. Bây giờ nó đuổi tao ra khỏi nhà, nó đưa tao cái bịch xốp này với lại cái chiếc chiếu này. Mày coi tao sống làm sao, tao ăn Tết ở đâu? Vậy tao nói mày ngu quá, mày không làm theo lời ông bà. Ông... mày để con vợ mày nó ăn hiếp mày. Tao nói cho mày nghe, năm nay mày ăn Tết chung với tao đi. Hả? Bây giờ tao cũng một mình, mày bị vợ đuổi, tao mới đuổi con vợ. Hả? Hai đứa mình chơi xả láng năm nay. Ê, mày nói ông bà nói gì? Ông bà có cái câu là dạy con từ thở còn thơ, dạy vợ từ thở bơ vơ mới về. Ồ. Cho nên nó bơ vơ mới về mình phải dập nó lên. Ồ, vậy là ông bà mày, còn ông bà tao là khác. Sao? Mà đặc biệt ông bà của con vợ tao nó khác nữa. Sao? Đêm động phòng qua chút, tao chưa mừng ăn gì ráo trọi. Mày biết nó hát cái câu này nè. Câu gì? Dạy con từ thở còn thơ, dạy chồng từ thở tơ hơ mới về. Ê, tao nói mày nghe, mày không để ý cứ rước dâu nha. Đó, mày cứ canh me cái bóng nó mày đạp. Là từ đó trở đi nó sợ mày. Ủa đạp cái bóng là mình làm. Là mình trên kèo nó. Ờ, tao đâu có biết. Bây giờ vậy, chạy chiếu ra. Ờ. Bây giờ nhà tao không có ai. Ờ. Đó, chạy chiếu ra tao với mày nhậu múc kỹ. Ờ, đúng người rồi. Người ta nói vậy nè, tháng giêng là tháng ăn chơi, tháng 2 cờ bạc, tháng 3 rượu chè, tháng 3 mới tới rượu chè. Ờ. Nhưng tao với mày sẽ uống từ 30 cho hết tháng 3. Rau. Anh tươi. Nhậu đi. Anh Tư ơi, thần tài đến bên anh rồi. Từ đây kiếp hàng gì sẽ không còn ở bên cạnh chàng. Kể từ đây đời anh may mắn đã gặp số hên. Anh sẽ đi lên từ đây phú quý giàu sang. Forget me not when you have a lot of money. Đã cho anh rồi, xin anh chớ phụ tình em.
cái con vé lồ kia. Mỗi lần tao thấy mày lùn lắm mà bữa nay sao mày cao với mày? Kệ em xăm xôi quá à. Nó quất cái cặp chuồng ba lá kìa. Ê, mày vô đây làm gì vậy? Em vô... Ê, tao nói nghe nè, đực. Gì? Kỳ quá à, anh tao kỳ quá à. Đực nó đi xa rồi, giờ tao có tên mới. Tên gì? Lý Nhã Nhị Ngọc. Lý mà... Nhã Nhị Ngọc. Tên gì mà kỳ cục hả? Mày tên khai sinh là Nguyễn Văn Đực. Cái chữ Đực giờ nó đổi lại rồi, nó lấy cái tên là Lý Nhã Nhị Ngọc. Cái ủa? Tên ê mà mày nhả hai hột ngọc đó chưa? Cái gì vậy? Kỳ quá, kỳ quá. Cái gì vậy? Cái vụ mà có nhả được hai hột ngọc đó hay không phải tùy thuộc tư. Ê, mày đừng vô duyên, đừng nghe lời nó nói nha. À. Đừng vô duyên nha mày. Hồi nãy em nói rồi á, đã cho anh rồi, xin anh chớ phụ tình em. Hả? Trời ơi, mày gian díu với con ngựa này à. Tâm bái. Ê, 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 mày nói cho đàng hoàng nha. Tao làm gì tao cho mày gì? Em biết thế nào anh cũng lật lọng hà. Anh Tư. Vậy? Sáng nay trong bụi chuối đó. Trong bụi chuối đó nhớ không? Bụi chuối gì bà nội? Lúc em cho anh, em có quay clip lại. Chết mày rồi Tư ơi. Mày vô bụi chuối, mày tà te tí te với nó quay clip đợi nó đưa lên YouTube là nó tống tiền mày sạch máu. Chết cha mày rồi. Tà te bà nội mày. Anh hại làm gì tà te? Anh Tư. Ê mày nói đàng hoàng á. Nó nghe nè. Từ từ. Tao mới uống sơ chơi chứ tao không có chỉnh đâu ạ. À. Tư kỳ quá à. Cái chuyện mà tống tiền là anh Tư yên tâm đi. Em có làm gì đâu. Anh muốn cho nhiêu cho à. Cái gì? Dạ nhưng mà cái clip mà quay lại là có. Đây nè, hồi sáng lúc mà em bán trên ba tờ vé số mà thiếu á, em có quay clip lại để làm bằng chứng. Trời ơi, tao bán vé số mà nó cũng quay clip lại làm bằng chứng làm gì mày? Dạ. Mày làm với ai? Bây giờ mày qua đây làm gì? Em nói với anh tôi nghe nè, ba tờ vé số mà em đưa cho anh đó, trúng độc đắc. À. Vậy? Mày mới nói gì? Một tờ 2 tỷ, ba tờ 6 tỷ. Anh trúng độc đắc 6 tỷ. Tao thiệt hả? Yeah. Mày thề đi, nếu mà nó không trúng độc đắc, cho mày chìm ghe mày chết đi. Em thề, em chắc chắn. Anh làm gì vậy? Anh làm gì vậy? Ba tờ giấy số. Mày để đâu? Ba tờ giấy số trúng. Cái gì vậy? Anh làm gì vậy? Mày để đâu? Ba tờ giấy số cái quần. Cái quần là sao? Anh yên tâm, bây giờ mình trúng 6 tỷ là anh mua 1.000 cái quần cũng được. Không. Tao để trong cái quần kia không biết giặt chưa. Trời ơi, kiếm lẹ lên, kiếm lẹ lên. Trời ơi. Ê, đực. Quỷ. Hả? Đực gì mà đực? Ví dụ tôi kêu mày bằng gì? Lý Nhã Nhị Ngọc. Ờ. Nhã Ngọc, Nhã Ngọc. Hả? Dạ, Nhã Ngọc đây. Ok, chừng nào mày nhã kể cha mày, nhưng mà tao hỏi mày nè. Tao hỏi mày nè. Thì anh hỏi đi. Ê, trúng thiệt 3 tỷ, 6 tỷ hả mày? Trời ơi, bán với số mà. Làm sao mà em thì trật được. Ôi chứ ơi. 6 tỷ. Gần Tết mà nó hơi thiếu ớn luôn ha. Dạ. Ôi ôi. Nghe nè. Gì? Đúng ra cái số đó là số của anh đó. Là sao? Sáng sớm em nghĩ tới anh rồi. Em phóng qua nhà của anh. Em định dâng lên cho anh. Mà lúc đó không biết á, anh ngồi trên cái phản anh nhậu đó. Xong biết anh làm gì mà vợ anh giận quá. Trời ơi, chị cãi quá. Xong rồi anh cãi với chị. Xong rồi chị đá xong phi. Anh dằn dính lên trên tường. Té xuống sập mặt luôn. Thì nó quấn tao nè. Dạ. Yeah. Xong rồi lúc mà anh nhậm xuống anh định ngồi vậy. Anh định trả lời chị tán thêm hai bạc tay nữa. Là cái lúc mà em phóng tới em khiều khiều anh đó. Em định bán ba tờ giấy số cho anh. Mà anh không, cái số không có hưởng. Gì vậy? Tổ cha mày Nhã Ngọc. Sao lúc đó mày biết nó trúng rồi mà tại sao mày không đàn áp tao? Mày không quýnh tao, mày không neo đầu tao mày ngồi. Mày yêu cầu tao mua tờ giấy số đó. Em cũng muốn lắm anh ơi, nhưng mà ba cái vụ này phải có số hưởng nữa anh ơi. Ba cái vụ tiền 6 tỷ, trời ơi. Hôm nay tôi ăn Tết tiêu rồi, trời ơi. Ê, ăn, 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 ă
trời ơi, chết rồi, anh xỉu rồi, trời ơi. Đây em. Trời ơi, có dầu gió xanh của công ty Enhin Corporation. Vừa mới gửi về ông, để em xích cho anh nha. Trời ơi, này, cái hộp nó lấp lánh gì mới là hộp thiệt nha. Đó, người coi tới là người Việt ở Mỹ là ai cũng phải mua một lố về để cho Tết. Đây nè, tỉnh dậy anh, tỉnh dậy. Trời, anh hửi, anh hửi dầu gió, anh hửi em. Tỉnh dậy. Anh mà có 6 tỷ chị đâu có đánh anh dữ vậy nè. Đúng rồi. Lấy dầu gió xanh đó, Anhin Corporation, xức vô nha. Ừ, cái dầu này xức sao nghe nó êm quá. Dạ. Cho mượn coi coi. Dạ. Thôi, thôi cho tao luôn nha. Ê, đại, đại. Đồ thiệt nha. Không phải anh nên dễ vậy. Ê, mày nói. Đứng lại. Sao anh tôi? Tao đã kiếm ra 3 tờ giấy rồi. Nếu mà mày dò mà trúng, tao mua cho mày mấy chục lố cũng được. Cầm. Bây giờ là coi như mắt tao hết cái đường rồi. Tao quéo hết rồi. Bây giờ mày dò coi chúng. Giấy dò đâu? Dạ, dạ, giấy dò thì gì? Mày đọc coi chúng dạ. Không? Dạ, 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 rồi. Mày coi nha, mày coi số nha. Không. Đọc đi. Không. Đọc đi. Không. Cái con quỷ. Trời ơi, mày đọc mà. Dạ, em nói là số 0 đó anh. Ờ, số 0. Số 0. Số 0. Ở trong đây có 3 tờ, có đều có số 0 hết. Dạ, không, không. Không, không. Không, không, có luôn. 221 221 21 cuối đó. Trời ơi, số 21 yêu quý. Trời ơi, trời ơi. Không, không, 221. Ê, ta trúng rồi, hai ơi. Không, không, 221. Mày sẽ là đại gia rồi. Mày đại gia rồi. Tao sẽ là đại gia. Tao sẽ là đại gia. Tao nói cho mày nghe. Tao với mày không phải là uống rượu tới tháng 3 đâu. Uống rượu tới khi nào người ta cúng rượu thì thôi. Vậy là chết rồi hả? Làm đại gia cái tướng đổi liền. Mày cho tao hầu mày nha đại gia. Anh Tư. Vậy. Trời, tự nhiên giờ em thấy đẹp trai dễ sợ luôn vậy. Khỏi cần khen. Nói nghe nè. Thường mà người ta trúng số mà 6 tỷ giống gì đó, tiền tỷ đó, cái người ta hay lì xì cái tiền hên cho cái người đem may mắn. Yên tâm, tao nói cho mày nghe nè được. Ê Ngọc. Tao nói cho mày nghe này nhả hai hột ngọc. Dạ. Tao không phải là người hẹp hòi. Dạ. Chắc chắn tao sẽ tặng cho mày. Dạ. Yên tâm. Dạ. Hôm bữa anh Tí á, anh trúng 2 tỷ là anh cho em 1 tỷ đó. Bây giờ anh trúng 6 tỷ nãy anh cho em 3 tỷ. 3 tỷ. 3 tỷ. Chắc mày má tao à. Tao còn con còn vợ tao nữa. Ở đâu cho mày 3 tỷ? Vậy 2 tỷ. Về đi. 1 tỷ. Mày lấy tiền, mày lấy tiền làm gì? Dạ, cứu cái mặt bằng số 1 này của em nè, trời ơi. Trời ơi, tao tưởng cái gì? Ba cái đồ quỷ đó hả? Tao ra giường tao hái cho mày cặp bự, đặt vô, ok. Ôi, không có chịu đâu à. Mày quy qua cái con số đi chứ, tự nhiên cặp bự, tự nhiên lại lấy cặp bự treo toàn tèn đi ghê lắm thôi. Tao nói mày nghe, mày đứng mày nhói nhã một hồi á, không cho một cắt. Không cho mày biết vậy luôn á. Đi về đi. Có tiền muốn nói gì nói là mày. Không cho mày một cắt nào. Bữa nào mày đi. Tao mày là thằng đực. Thằng đất. Anh không cho em phải không? Không. Anh nhớ không có cho em đi nha. Không cho. Em về đó anh hai. Ê đừng. Ê đừng. 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 Bây giờ đi lãnh vé số. Đi lãnh vé số. Bữa nay 30 Tết. Đâu có ai cho lãnh. Đúng rồi. Cất đi. Cất chỗ nào? Mày cất làm sao? Lận. Nhét vô đây. Hộp. Bỏ vô đây. Nhét đây vô đây. Ráng giữ nha con. Mày để trong đó yên tâm rồi đó. Yên tâm. Thôi bây giờ nhậu đi. Uống đi. Bây giờ đại gia rồi. Uống kiểu khác. Đúng rồi. Hồi xưa tao với mày là uống bằng cái ly với cái nắp không? Bây giờ đại gia uống kiểu khác. Uống sao? Mày nóng hả? Uống về hội lớn lắm. Sang năm hợi mà. Sao mày uống rượu giống heo nái nhà tao ăn cáo hả? Tao đã nói với mày rồi, còn một ngày nữa qua năm hợi rồi. Đất coi ông nội ơi nó uống. Uống nữa đi, uống cái dáng này đẹp nè. Uống nữa đi. Tao chế vô cho mày uống nữa nè. Đó. Uống ha. Uống đi. Phê. Ráng uống nữa.
Ráng uống uống thêm miếng nữa đi. Uống miếng. Mày xỉn chưa? Ráng uống miếng nữa. Mày xỉn chưa? Tờ giấy số này, ba tờ này là của mình phải lấy lại thôi. Tổ bà từ nào giờ tôi chưa thấy thằng nào ngủ dáng này nha. Dáng này y như nằm trong bụng má nữa trời. Không sao, tao lòi ra, tao bẻ cặp giò gà này tao lấy ha. Cho nó ngủ khôn chứ trời. Trời đất ơi, sao mà lấy được đây trời. Cái thằng này trời. Cô không được. Trời ơi, nó trở lại là chết. Trời ơi, trời ơi. Biết vậy đá ăn cái cho nó làm sải lai lấy luôn cho rồi. Ba tờ giấy số bây giờ nằm trong tay của mình rồi. Trời ơi, vô lẹ đi chứ Tư hả? Tư đâu? Anh Tư đâu, chồng ra đâu? Dạ vô đi chứ Tư. Trời ơi, vô vô. Kìa kìa anh Tư, kìa anh Tư nằm kìa. Trời đất ơi, tôi đi chút xíu mà là ông nằm sai xỉn như một đống vậy nè. Dạ. Thiệt, bực mình nè. Trời đất ơi, anh hai, anh vô nhà tôi, anh là đàn ông mà nói chuyện một người phụ nữ với tôi. Chị Tư, hai lần chị Tư, hai người phụ nữ lần. À, nói chuyện với hai người phụ nữ. Đẹp. Ôi trời ơi, gì vậy? Gì vậy? Nhìn hai bà muốn ói đẹp chỗ nào, giống như Hà Bá dưới sông trèo lên mà đẹp. Nè, anh nói chuyện với hai người phụ nữ mà anh để cái tay làm cái gì vậy hả? Tôi để cái tay tôi làm sao? Rút tay ra. Trời ơi, bây giờ ông muốn để chỗ nào kệ cha không đi. Chú ý là 6 tỷ. 6 tỷ? Ừ, 6 tỷ chị. Nè, hồi nãy mày nói trong ông cắt ở đâu vậy? Hồi nãy em thấy anh nhét trong quần anh á. Trong quần hả? Dạ. Ủa, sao không thấy? Trời ơi, chị chui vô quần ảnh đi. Tao đập vô mặt mày nha mày. Hay là nãy anh nhậu nhẹt ở đâu anh rớt ở ngoài mình kiếm ngoài đi chị. Mày xét thử coi. Ê, anh hai, anh hai, anh hai. Gì? Nãy anh vô đi đứng đàng hoàng lắm mà sao giờ tự nhiên anh xòe vậy? Ê, kiến cắn người, à kiến cắn anh hả? Mày không biết. Còn vợ tao nó quýnh tao, giờ tao bị nội thương rồi. Thôi kệ không đi. Mày lót kiếp. Hả? Chị Tư à, nãy giờ em nghĩ là chỗ nào mình cũng xét hết rồi. Ừ. Còn có một chỗ mình chưa có xét. Chỗ nào? Mấy giờ mình qua, mình giúp anh hai mình khám thương cho ảnh đi chị Tư. Ừ. Cái gì vậy? Cái gì? Hai người làm cái gì vậy? Để tôi... Đi. Trời đất ơi, tôi đâu phải theo đâu mà kiên là thập quyết ăn Tết. Ôi trời đất ơi, trời đất ơi. Nè, cái người đàn bà có tập tạ kia liệu hồn nha. Nè, nói cho anh biết, con Ngọc nó nói với tôi là cái chuyện vợ chồng, chồng tôi trúng số độc đắc, một tờ 2 tỷ, ba tờ là 6 tỷ ha. Mà nó nói trước khi nó đi, trong nhà này có ba người thôi, đó là anh, nó và chồng tôi. Mà bây giờ tôi kiếm trong người chồng tôi không thấy một tờ giấy số nào hết, thì tại sao nó là như vậy? Chốt cuộc tôi suy nghĩ chỉ có anh. Nè, nói cho biết nha, nói cái gì phải có chứng cứ nha. Dù không ta cái tội ăn cắp, tôi thưa ra tòa ở tù mọt không à. Anh nói cái gì? Thưa chị Tư à, em thấy anh hai nói vậy là có lý đó. Ừ. Cái gì cũng vậy, nói có sách mắt nó phải có chứng, ra tòa mình mới bắt tội người ta được. Chị hiểu không? Đúng rồi, ông bà người ta nói cái câu đó là đúng rồi đó. Nó có sách bách có chứng á. Bởi vậy em nói chị Tư nghe. Sao? Bây giờ mình phải xét thôi. Thà mít lòng trước được lòng sau chị Tư à. Như vậy anh lết đi đâu vậy?
anh lết lại vô đây đi. Lết xa quá người ta không có lấy được hình cái bản mặt gian xảo của anh đâu. Lết vô đây. Lết gieo cho cổ. Con Ngọc tôi nói đúng. Tôi nghi anh lắm. Nghi gì? Tôi phải xét thôi. Nam nữ thọ thọ bất tương thân nha. Ha, tôi là qua đã có chủ rồi nha. Từ à, chị cứ nhào vô à. Dẫu gì chị cũng là gái đã có chồng, chị nhào vô vậy người ta quánh tiết hạnh chị là đúng rồi. Ảnh nói đó, nam nữ thọ thọ bất tương thân đúng không anh hai? Ờ. Vậy em được không? Gì mày? Nè, mày dừng lại nha. Hai người này tính xâm hại tập thể tôi phải không? Gì? Anh hai, tôi thưa đó nha. Anh thưa cái gì? Ờ, tôi thưa ra tà đó, tôi có luật sư Nhật Bổn mà. Ờ, anh hai. Ngọc. Dạ. Mày làm cái gì mà ông rên dữ vậy? Em mới có khởi động thôi à. Chắc tại anh nhạy cảm đó. Trời ơi. Chị Tân. Chị làm gì vậy? My, theo My. Chị Tân. Ông nắm giò ta. Ông nhổ lòng chân táo. Trời. Chị Tư. Ôi gì? Chị Tư. Trời ơi, anh Tư anh kịch tỉnh vậy rồi. Mấy nghe nè, bây giờ em nói chị nghe nè. Bây giờ chị phải giúp em lột xác ảnh ra, kiếm cho được, băng được 3 tỷ với sớm cho em. Dám được thân thể tao không? Trời ơi, dám hả? Dám hả? 3 tỷ với sớm rồi. Trời ơi, 3 tỷ của em. 3, 6 tỷ nè chị. 6 tỷ nè chị. 6 tỷ. Dạ. 6 tỷ là đâu vậy ta? Đây. Nè. Ông lượm ở đâu ra cái bộ đồ thi gớm vậy? Chị Tư. Tôi muốn mặc bộ đồ này lắm hả? Không phải đâu. Dạ. Em là em thích màu mè lắm đó. Dạ kim cò là em thích lắm, em còn chưa dám bận bộ đồ đó nữa. Mày công nhận nha, anh gan dễ sợ luôn á anh hai. Mày đừng tao nha mày. Con vợ tao nó đuổi tao ra khỏi nhà, nó đưa con bộ mà bị lộn bà mày ăn vừa rồi rồi đó. Khi nào anh không bận nữa cho em nha. Con bộ này biết tao đi ngang xào phơi đồ. Ừ. Là bộ tập yoga của nó, tao hốt tao mặc để tối tao ngủ mà biết chưa. À, chị Tư, thôi bây giờ ông muốn bận gì kệ không? Chị Tư. Nói cho anh biết, bữa nay nó mới lòi mặt chuột ra nha. Anh là một người bạn nhậu của chồng tôi mà anh tham lam, anh dám phục rượu ảnh. Anh ăn cắp 3 tờ giấy số 6 tỷ. Không có, tôi mượn vốn làm ăn thôi. Mượn cái gì? Chị Tư, thôi. Bây giờ mình kêu anh, mình kêu ảnh vậy để mình là lãnh tiền đi. Còn dạ. Cái ông chồng này nữa. Phụ chị chở. Đỡ lên. Dạ, dạ. Dạ, anh Tư ơi. Ốm mà nặng như anh Tư. Trời ơi. Cái gì vậy? Vậy? Trời ơi, hai người đẹp đỡ quá mà. Anh Tư tỉnh vậy. Ôi, bớ anh Tư. Ê, tỉnh như chưa? Em Ngọc đẹp. Ai cho mày về? Con nghe là tao biết mày về. Ai cho mày về? Tôi không về làm sao là giành được cái tài sản của ông chứ. Hả? À, sao? Tôi nói cho ông biết, có giấy số rồi. Kể từ ngày hôm nay, trong nhà này tôi là trùm. Ông mà uống một giọt rượu đó hả? Thì tết ai à? Nè. Anh không cần đi chơi. Đi chơi nè. Ôi trời ơi. Ủa sao cái thế này nó giống mình đã gặp ở đâu rồi trời? Vợ anh mới dạy cho tôi đó. Hả? Vậy là con quỷ vợ mình nó có học trò đó. Sớm này thế nào cũng có nạn nhân như ta thôi. Anh đừng cam ra nữa. Đi ra khỏi nhà tôi ngay. Tôi không muốn nhìn thấy bản mặt của anh. Thì tôi ở đây làm chi nữa? Đi. Anh cứ đi. Đất. Hãy. Đất gì? Ngọc. Dạ. Yeah. Mày làm ơn mày lấy tài sản tao bển giùm đi. Lết qua mà lấy cái tài sản của anh. Cái con người gian trá, lừa thầy phản bạn. Con người của anh, tôi nói thiệt với anh á, bây giờ không có ai được sai tôi hết á, ngoài trừ chị Tư. Chị Tư nè, chị Tư 2 tỷ mình nè chị ơi, Tư. Mình. Cái trời ơi. Anh đó. Cái thứ. Cái thứ thấy người sang mắt hoàng làm họ. Cái thứ của mày là cái thứ. Anh nói thứ gì anh hai? Anh nói thứ gì? Mày muốn hỏi hả? Thứ gì? Cái thứ của mày dù ước mơ cho lắm,
thì không bao giờ mày nhả được cặp ngọc ở đâu. Tôi có nhả được cặp ngọc không? Đâu đến phiên anh cho, mà phải là do chị Tư cho. Ừ. 3 tỷ nha chị. Đừng có hòng, ăn ở bất nhân sắc đức, nó sẽ toàn ten trên người mày suốt đời. Mày là một con quỷ nhiều chuyện. Đáng lẽ mày để cho tao lấy 3 tờ giấy số, tao lấy 6 tỷ đi, tao có thể chia mày là 3 tỷ, mày biết chưa, đồ con ngu. Anh nói tôi nhiều chuyện hả? Chứ còn gì nữa. Cảm ơn anh đã nhắc nhở. Bây giờ tôi mới nhiều chuyện nè. Chị Hai, chị Hai. Trời ơi, 30 Tết mà chồng chị ăn cắp của người ta 60 tỷ nè. Chị Hai ơi, chị Hai. Ê, ê con ngựa vé lộn. Chị Hai, tao lấy có 6 tỷ nha. 60 tỷ, mày nói mấy chục tỷ là sao? Cái gì? Lâu lâu nó mới nhậu một lần. Mà mày đưa ba cái cherry ra làm chi? Sao có mồi nhậu? Cherry vậy? Trời ơi, chị ơi, chị xỉn rồi. Xỉn gì? Lâu lâu phụ nữ phải nhậu cho phục vụ mấy gia chồng. Để mấy gia chồng mới biết được đó. Trời đó. Trời đất ơi trời. Chồng tôi đây sao? Dạ, chồng chị đó chị. Thấy cái muốn tỉnh rượu luôn rồi. Ông thấy hình ảnh của ông chưa? Bà đàn bà mà cũng uống rượu hả? Tôi uống cho ông nhìn thấy cái hình ảnh mà ông uống đó. Rồi tôi phục vụ ông bao nhiêu năm nay. Tại sao ông lấy cái bộ đồ tập yoga của tôi mặc cái gớm vậy? Bà cho tôi có một bộ tôi đi ra đường. Không lẽ tôi mặc bộ đó cho hối hả? Tôi phải có bộ thai chứ. Trời đất ơi, chồng con. Mà đang nhậu mày đưa cam vô chi vậy? Đi vô đi nghe. Tôi đang nói chuyện là gì nào vô mày cái ai vậy? Tôi không có nhậu nhẹt có xỉn gì hết trơn á. Kêu tôi qua đây làm cái giống gì đây? Dạ dạ. Tại dạ, sao dạ. Xuất hiện đây? Trời ơi chị Hai ơi, chồng chị ăn cắp của người ta 60 tỷ thế chị. Cái gì? Dạ. Quỳ xuống. Cái gì vậy Hai? Tôi dạy anh làm sao? Hồi tôi mới lấy anh về tôi nói rồi, dạy con từ tở còn tơ, dạy chồng từ tở tơ hơn mới về. Lúc đêm động phòng tôi lột đồ ông ra, tôi quánh một trận linh đình rồi. Ông chưa sợ tôi thả ai? Tại sao bây giờ trời ơi nghèo cho rạch sạch rách cho thơm? Tại sao đi ăn cắp giặt vậy? Ăn cắp 6 tỷ mà giặt cái gì? Cái gì? 6 tỷ? Dạ 6 tỷ. 6 tỷ? Ờ. Ăn cắp được không? Không, nó lấy lại rồi. Sao ngu vậy? Trời đất ơi, đi ăn cắp 6 tỷ để cho tao bắt được Văn Dũng không? Trời ơi. Tết. Bây giờ mình kìm hãm thú tính lại. Mùng 3 mình quýnh tiếp chứ giờ đầu năm đầu tháng mà hai chị đánh ảnh vậy rồi sao ảnh ăn Tết? Quýnh cho bỏ tật ăn cắp. Dạ. Yeah. Được rồi, nghe lời mày, tạm tha cho ông đó. Quýnh cho bỏ tật nhậu, ngồi vậy. Ngồi vậy đi. Bỏ rượu, nhất định bỏ rượu. Bây giờ con vợ nó học võ rồi, tôi bỏ rượu. Nghe đó. Chào con đi về. Dạ, rồi. Dạ. Riêng sân khấu Việt Nam thì rất tiếc vẫn còn thiếu vắng rất nhiều những nụ cười. Và ngay cả trong âm nhạc, những bài mà chúng ta thường yêu thích thì phần đông là những nhạc phẩm buồn. Rất may mắn trong những năm gần đây có một nhóm nghệ sĩ trẻ từ trong nước mới ra và đã mang đến cho chúng ta những màn hài hước đầy tính cách sáng tạo. Sau đây xin mời quý vị thưởng thức phần trình diễn của danh hề Vân Sơn và Hoài Linh. Dạ trước Vân Sơn xin chào các cụ, sau xin chào các bạn cũ ba niên, xin chào tất cả người hiền, chào cô má lúng đồng tiền có duyên. Chào các bạn lắm tiền nhiều bạc, chào những kẻ đói khạc ra tro, cầu cho muôn họ ấm no, lời chào đã dứt, tròn tràng pháo tay. Dạ cảm ơn quý vị. Dạ kính thưa quý vị đã từng thưởng thức qua tiếng hát vượt không gian, vượt thời gian của nữ ca sĩ Thái Thanh, đã từng đam mê qua tiếng hát của Thái Hiền, Thái Thảo, từng nóng bỏng qua tiếng hát của Thái Tài và từng bị ru ngủ qua tiếng hát của Thái Câu, thì không thể nào bỏ qua tiếng hát ngày hôm nay được.
xin giới thiệu đến quý vị tiếng hát của nam ca sĩ Thái Giám. Thái Giám thân ái kính chào quý vị. Quỷ sứ nhìn người ta thấy ghét. Trời đất ơi, cái này là chắc tên Thái Giám cuối cùng của vua Bảo Đại còn sót lại nè. Vậy chứ gì nữa, tầm bậy tầm ba, không thấy anh vui giỡn chơi với anh đó chứ làm gì lấy tên kỳ cục vậy. Trời ơi, đâu phải Thái Giám đâu. Không phải hả? Ừ, anh biết sao tôi lấy tên này không? Sao lấy tên này vậy? Tại vì tôi thấy ai lót cái chữ Thái cũng nổi tiếng hết trơn hết trọi á. Mà mấy cái tên đẹp người ta đặt hết trơn rồi à. Mà tôi muốn cho muôn đời người ta nhớ tôi chỉ có lấy chữ Giám là dễ nhớ nhất. Thái Giám ai cũng nhớ hết trơn. Thôi được rồi, bây giờ anh lấy cái tên ngon lành như rồi đó. Giờ ra đây là gặp đông đủ bà con cô bác nè, anh biết làm gì không, làm thử một cái coi chơi. Tôi nói anh phải nói dốc anh nha à. Cái Lương, Hồ Quảng, Hát Bội, Tân Nhạc, Cổ Nhạc gì đó hả, tôi biết hết trơn á. Biết hết trơn á. Trời ơi, một đoàn nghệ thuật tổng hợp nằm trong bụng tôi nè. Trời ơi, ngon lành quá vậy. Bây giờ đâu làm thử cái coi chơi coi. Bây giờ anh muốn nghe không, hồi nãy giờ anh nghe ca nhạc đã rồi gì à. Bây giờ tôi sẽ ngâm thơ cho anh nghe. Ngâm thơ? Trời ơi, mấy bà ngâm củ kiệu không bằng tôi đâu. Trời, tôi ngâm còn chua hơn nữa. Cái này mới nghe, cái này mới nghe. Đâu làm thử cái coi. Bây giờ anh nghe nghe, tôi sẽ ngâm bài thơ tả nét đẹp của người phụ nữ Việt Nam. À, tả về nét đẹp của người phụ nữ Việt Nam mình phải không? Rồi, bây giờ chuẩn bị nghe nghe, giọng ngâm vàng đó. À. Tóc em dài, tự nhiên đưa ngâm ngon lạnh bóp họng tôi. Trời đất ơi, dài gì dài dữ vậy. Trời ơi, tả mái tóc dài tả vậy nó mới tha thước. Dài quá đụng đất rồi, lết phết đầu nghe tốn tiền mua xà bông lắm. Bây giờ tôi nói anh nghe, bây giờ anh bắt đầu anh nghe nè, nghe chưa à. Tóc em dài, em đi trong nắng, tóc em ngắn, em đi trong mưa. Ôi hay quá, hay quá. Tóc em lứa thưa, em đi trong gió, tóc em hồng có, em đi vô chùa. Ngâm hay cũng la, ngâm dở cũng la, làm sao ông? Không, không à, nói tả sắc đẹp người con gái Việt Nam gì đâu mà tóc không à, tóc đã ăn hồi trọc lóc đi vô chùa luôn mà. Trời ơi, kỳ quá mà được đâu, nhà tôi ngâm cho anh nghe nè. Biết không? Trời ơi, tả nhan sắc người con gái Việt Nam đâu có đơn giản là cái mái tóc không, còn có gương mặt, có nụ cười trong đó nữa. Vậy hả? Ừ. Dạ, nói không tin làm tin nè. Nè, bắt đầu nghe nè. Ừ. Tóc em dài, em cài hoa thơm ngát ngơ, miệng em cười tát quát tới mang tai. Trời ơi. Tóc em bay bay khi đi trong gió, miệng em cười có cái răng chó dễ thương. Trời ơi, chắc tôi quýnh anh cái chắc anh gãy hết trơn răng quá. Tại vì cái giận nó vậy á. Giận cái gì kỳ cục à. Ai biết gì đâu. Tôi nói cho anh nghe bây giờ. Cái... tôi nói nghe nè. Thôi bỏ bao vụ ngâm thơ qua bên đi, trở về cái nghề chính của tôi đi. Cái gì? Nghề ca hát. Anh biết ca không? Biết à. Biết không? Trời ơi, nãy tôi giới thiệu anh mà nguyên đoàn nghệ thuật tập hợp bụng à. Nhưng mà rành không? Nhạc rành không? Nhạc tôi thuộc hết trơn. Thuộc hết trơn phải không? Không có bài nào không thuộc. Rồi bây giờ hát bình thường không hay nữa. Bây giờ hát một liên khúc bằng liên khúc chỉ định. Chỉ định là sao? Có nghĩa là thí dụ tôi hát cái bài gì không à. Tôi chỉ anh thí dụ cái đèn chẳng hạn à. Anh hát bài gì cũng được miễn có cái đèn trong đó thôi. Cái đèn à. Rồi anh chỉ lại tôi à. Đó, anh chỉ cái ghế. Tôi hát bài gì cũng được miễn có cái ghế trong đó thôi. Dám chơi không? Hay à. Mà hơi khó. Nhưng mà thôi lỡ chơi luôn đi à. Nhưng mà đâu có dễ dàng vậy. Sao vậy? Không chỉ đồ vật đó, mà chỉ toàn là những cái bộ phận trong cơ thể anh thôi. Trời ơi. Dám không? Dám không? Thôi chơi luôn đi, thử cái coi. Rồi thử không? Ờ. Bắt đầu nghe không? Rồi. Giờ tôi chấp anh đố trước đó. Đố trước không? Cái đầu. Cái gì? Cái đầu, cái đầu. Cái đầu hả? Ăn đi. Tôi với nàng hai đứa nguyện yêu nhau. Chưa có đầu, chưa có đầu. Ta thiết từ đây cho đến ngày trọc qua đầu. Có cái đầu, có cái đầu, có cái đầu ha. Giờ tới anh, giờ tới anh. Giờ tới anh. Cái mình, cái mình. Cái mình hả? Ừ, cái mình. Dễ nghe hát nè. Chờ lại chuyện hai chúng mình. Trời ơi. Khi anh với em
vừa biết yêu nhau, tình yêu cùng mình. Không phải một mình mà hai mình lận. Giờ tới anh nè. Cái gì? Em ngồi gì? Cái gì? Cái tay. Cái tay hả? Cái tay khác đi. Cái tay đâu con ơi, về con ơi. Có rồi. Cho đến ngày mai, dù mưa hay nắng, mưa nắng là chưa có tay, lòng ta vẫn thắng mà đôi chúng ta xây dựng đời này. Bằng tay không? Chuẩn bị nè. Ta có cái bàn tay. Có bàn tay rồi phải không? Có bàn tay rồi, tới anh. Bây giờ bắt đầu tới anh nha. Tới tôi. Thêm cái chân. Cái chân hả? Ừ, cái chân. Tôi nhớ bài này rồi, nghe hát. Ừ. Lùa nắng cho vào buồn tóc em. Có lý, em mới có tóc. Bàn tay xanh sao đón ưu phiền. Lặp lại cái tay không có chân. Ngày xưa sao nắng thu không vàng, để nắng đi vào trong mắt em. Ê, có mắt chứ chưa có tay, có chân à. Em qua công viên bước chân âm thầm. Trời ơi. Có cái chân đó. Tới anh nè. Cái gì? Cái răng. Cái răng hả? Cái răng. Ờ, cái răng. Có rồi. Đi. Này cô bé có chiếc răng khỉ. Trời ơi. Sao chừa một cái không chịu nhổ đi chứ để làm chi? có răng. Bây giờ tới anh. Tôi. Anh đố tôi cái răng, bây giờ tôi đố anh hả họng ra coi. Cái lưỡi. Ha, cái lưỡi. Giang anh mà gì có cái lưỡi? Không có cái lưỡi thua. Trời ơi, không có lưỡi thua hả? Về, văn về. Cái lưỡi. Có rồi. Tôi xin người. Không phải, làm lại. Tôi xin đừng thương giùm phần tôi, xin đừng thương hại người ơi vì tôi nhớ phấn son cuộc đời. Phấn son chưa có lưỡi. Tôi xin đừng đưa đón vui cười, xin đừng đón đã gọi mời vì tôi tin chót lưỡi đầu môi. Có lưỡi rồi. Tới anh nè. Tới tôi cái gì? Long. Cái gì? Long. Lông gì? Lông mày, lông mi, lông mũi rồi đó. Trời đất ơi, đố gì mà ác ôn vậy trời ơi. Lông, nghĩ tầm mày à. Lông. Hát đi. Về con ơi. Lông về con ơi. Hát đi. Thà như giọt mưa khô trên mặt em, thà như giọt mưa khô trên mặt duyên. Để ta nghe thoáng tiên mưa vội đến, nhưng giọt run run ướt còn lông măng. Có lông măng. Có lòng ăn ha, bây giờ bắt đầu tới anh. Cái râu. Có rồi. Giáp sĩ chào nghiêng tuốt gườm người sang, trước cung son ra mắt ngọc hoàng. Chưa có râu. Hân hoàng ngài vuốt râu cười, đi đâu mà lạc lối lên trời. Có râu rồi, râu rồi Linh ơi. Hay quá vậy trời ơi. Kiếm cái gì khó đố. Có rồi. Cái lưng. Cái lưng. Cái lưng hát đi. Có. Mình có ba người vừa đứng nét đôi mươi, nhưng chiều mây cái lưng đồi, tầm mắt nhướng xa khơi. Có cái lưng đồi. Giang ở lưng đồi nhưng mà lưng anh à. Lưng đồi miễn sao có chữ lưng thôi anh. Giang quá vậy. Hồi nãy anh không giao à. Bây giờ tới anh à. Tôi hả? Tới anh quay vòng coi. Có rồi, cái này gần cái lưng à. Cái mông. Cái mông. Có Giang anh không có bài nào có cái mông nha. Không có mông thua. Giang tôi không? Cái mông. Người lướt mây trời, giao kiếp sống không chung, với một kẻ đi tìm, giao sống nước mênh mông. Có mông rồi. Cái đó chơi Giang, không chơi à. Sao Giang? Tự nhiên cái mênh mông anh đưa cái mông vô không chịu à. Ai mà hồi nãy anh đưa nguyên cái lưng đồi vô làm chi? Trời ơi. Thôi chơi danh vậy chứ. Bây giờ mấy cái loại nhạc này hát không hay nữa. Bây giờ tôi anh hát cái loại nhạc mà thịnh hành nhất nước Mỹ giờ đi. Thịnh hành nhất là nhạc gì vậy? Nhạc rap á. Rap là lấy bài này khúc bài kia khúc rap vô hả? Không phải, nhạc rap có nghĩa là nhạc rap của Mỹ đen nó giật vậy nè. Vậy dám, thôi dám chơi không? Luôn đi, dám không? Bắt đầu hát không? Rồi. Vô. Are you ready, Wylin? Yeah, ready, Vincent. Okay, we just do three lights on. You're right. Yeah. Yeah. Wow. Ooh.
dù cho trong túi có mấy xu, đàn ông vẫn cứ theo như ruồi bu. Còn dân xin chúc các ông tình yêu như các biển đông, gần nhau hôm trước hôm sau là giông. Hey! Từ nay xin chúc mừng quý bác, vợ đẹp con ngoan hướng dài dài, ngày đêm xả láng bạc bài, tiền chồng có sẵn không xài để chi xa. Còn dân xin chúc mừng quý bác, vợ đẹp con ngoan hướng dài dài, ngày đêm xả láng bạc bài, tiền chồng có sẵn chẳng xài để chi. Chia các cậu nhớ lo đi học, kẹo có ngày móc bọc xin nhai, tương lai đói rách dài dài, bài 52 lá đếm hoài không xong. Phần các bà có chồng hãy quảng đại, ra thứ chồng nếu lo dạy đi đêm, chồng mà có lấy vợ thêm thì mình hãnh diện gì lên chức bà. Hey! Hoài Linh xin chúc các nữ lưu, dù cho trong túi có mấy xu, đàn ông vẫn cứ theo như ruồi bu. Còn dân xin chúc các ông tình yêu như các biển đông, gần nhau hôm trước hôm sau là giông. Thời ta xin tứ tứ xin, cần gì đau khổ khổ đau, cùng nhau dân giới Dân Sơn và Hoài Linh.